Vâng, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Như lời đã hẹn thì hôm nay Vương Thảo TV sẽ hướng dẫn mọi người làm một chú mèo Hello Kitty như thế này. Và clip trước thì mình đã hướng dẫn mọi người làm bóng bay tạo hình siêu nhân như thế kia nhé. Thì mọi người chưa xem thì có thể xem lại ở video trước nhé. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là một chú mèo Hello Kitty như thế này. Và mọi người xem video thấy hay thì đừng quên cho Vương Thỏ TV một lượt like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho Vương Thỏ TV nhé. Và thì hôm nay mình sẽ làm một chú mèo Hello Kitty với 5 quả bóng. Đây mình sử dụng hai quả bóng màu trắng này, hai quả bóng màu hồng này và một quả bóng tròn, một quả bóng trái tim hình được in sẵn, hình được in sẵn như này nhé. Đây quả bóng hình trái tim như này, in sẵn hình mặt chú mèo này. Và bây giờ mình cùng bắt tay vào làm. Và bước đầu tiên thì quý vị và các bạn bơm cho mình hai quả bóng màu trắng lên. Buộc lại này. Chừa lại cho mình khoảng 6 ngón tay. Mình bơm tiếp quả nữa này. Hai quả bằng nhau nhé, một quả bằng ngón tay. Các bạn bơm bóng lên và xì bớt một chút hơi đi này, cho bóng đỡ đỡ căng này. Ok. Và bước đầu tiên mình sẽ làm chân của Hello Kitty trước nha. Các bạn làm cho mình một cái khóa này. Đấy. Khóa nó lại. Và các bạn làm cho mình hai quả bóng tròn nhỏ mỗi quả bằng gần bằng hai ngón tay. Đấy. Rồi các bạn sẽ khóa nó lại ở đây. Mình sẽ ra được một hình như này nhé. Và các bạn sẽ cuốn một vòng tròn như thế này. Tròn quanh quanh hai quả bóng liền này nhé, chứ không phải quấy khóa này nhé. Hai quả bóng liền này. Và các bạn sẽ làm một hình tròn và mình sẽ khóa vào cái khóa đằng sau. Đấy, vậy là mình đã làm xong một cái bàn chân của chú mèo rồi này. Mình làm tiếp bên này nhé. Và mình sẽ làm cái phần chân váy nhé. Các bạn làm cho mình một quả bóng nhỏ, khóa lại. Và các bạn làm cho mình một quả bóng nhỏ bằng 5 ngón tay này. Và mình làm tiếp cái bên này, quả bóng nhỏ này, khóa lại này. Hai quả này vào nhau như này. Ok.
mình sẽ ra được một hình như này nhé. Và tiếp đến các bạn này, lấy cái chân này, lấy một bên chân này, đó, các bạn đặt vào đây cho mình, và sẽ làm một quả bóng bằng cái quả bóng hồng nữa mình làm này. Đó, rồi mình chạy khóa nó vào đây, khóa nó vào đây như thế này nhá. Đấy, mình đã được một bên chân này. Và tiếp đến mình lấy một cái chân bên này nữa này, quả bóng trắng đó. Cũng làm như vậy, làm giống bên kia nhé. Đây như này. Đây là mình đã làm xong phần chân rồi này. Và tiếp đến các bạn làm cho mình một quả bóng. Các bạn vặn cho mình quả bóng màu hồng nhé. Là một quả bóng nhỏ thôi. Đây là quả bóng nhỏ chút chút như này. Và làm một cái khóa. Bên này cũng vậy nhá, làm một cái bóng nhỏ này. Và làm một cái khóa này. Và bước tiếp theo thì mình sẽ luồn của bóng màu hồng một quả sang đằng trước. Đó. Quả sang đằng trước như này. Quả sang đằng trước như này nhá. Và các bạn đo. Đo cho nhìn cho nó cân cái chân váy này, nó thu lên dần, thu lên dần như này nhé. Mình đo khoảng 8 ngón tay này. Mình sẽ khóa vào cái phần khóa ở bên này nhé, khóa của quả hồng ở bên này này. Và quả hồng tiếp theo thì mình sẽ luồn nó ra đằng sau như này. Quả này ở đằng trước thì mình sẽ quả này mình sẽ luồn sang đằng sau như này. Mình sẽ khóa vào cái phần bên này. Đây, như thế này nhá, mình đã được phần chân váy rồi này. Và tiếp đến các bạn lại làm tiếp giống y như này cho mình, làm của ống nhỏ vào, làm một cái khóa, một cái ống nhỏ này, một cái khóa này, khóa lại này. Bên này cũng vậy này, một quả bóng nhỏ này, một cái khóa này, ok, khóa lại này. Và bước tiếp theo là mình lại làm như cái phần ở dưới này, và như mình sẽ làm ngắn hơn một chút. Mỗi 8 ngón tay thì bây giờ mình làm 7 ngón tay. Đấy, mình sẽ khóa vào cái phần quả bóng hạt đậu nhỏ ở bên này. Đằng này cũng vậy, đằng trước thì cũng vậy. 7 ngón tay. Khóa vào cái khóa. Ok, mình sẽ ra được một hình như này nhé. Và tiếp theo là về phần quả bóng trắng này thì trắng này thì các bạn nhìn kỹ bước này nhé. Mình sẽ xoắn lại phần này, xoắn lại như thế này, xoắn lại cho nó bằng với cái phần của bóng màu hồng này nhé. Và mình làm một cái khóa ở đây, làm một cái khóa ở đây nhé. Làm một khóa ở đây này. Làm lại bước này cho quý vị và các bạn xem nhé. Một cái khóa này. Ở đây mình làm một cái khóa to to một chút. Các bạn sẽ khóa lại. Các bạn sẽ khóa lại như này nhé. Và tiếp đến ở bên này cũng vậy. Mình cũng làm như vậy nhé. Xoắn nó lại như này. Làm cái khóa, làm một cái khóa,
mình làm hai khóa như này này. À, mình sẽ khóa hai cái này lại với nhau. Quấn hai cái khóa này lại với nhau. Ok, mình sẽ ra được một hình như này nhé. Đây, mình sẽ ra được một hình như này này. Và tiếp đến các bạn lấy cái bóng màu hồng này. Lấy cái bóng màu hồng này. Và sẽ làm cho một mình một hình. Làm cho mình một hình tròn mình uốn vào cái tay của nó này. Để mình làm cái váy nhé. À, để mình làm cái dây váy. Phần thừa này các bạn có thể bỏ đi. Ok, mình sẽ xoắn nó thêm vài vòng ở đây cho nó đỡ cái chuột hơn nhé. Và bên này cũng vậy nhé, các bạn sẽ làm cái dây váy của nó như thế này, khóa nó lại. Phần thừa này các bạn bỏ đi. Và mình đã ra được một hình như thế này này. Chân này, váy này. Cái này là phần dây váy này. Và tiếp đến các bạn làm cho mình tay của chú mèo này. Tay thì các bạn chừa cho mình hai ngón tay thôi. Hai ngón tay như này. Đấy, làm tay ngắn thôi. Và làm cho mình hai cái khóa ở đây. À, làm cho mình một cái khóa ở đây. Ok. Và các bạn làm cho mình một vòng tròn nhỏ ở đây. Làm một quả bóng bằng khoảng 6 ngón tay. Các bạn sẽ khóa nó vào. Phần mình làm tay của nó nhé. Phần này thừa mình có thể bỏ đi. Ok, và phần bên này cũng vậy nhé. Mình chừa lại khoảng 2 ngón tay này. Ok, và bước tiếp theo thì mình sẽ bơm quả bóng màu trắng này đây nhá. Bóng hình trái tim này đã có sẵn mặt mèo này. Và mình đã bơm sẵn quả bóng trái tim hình mặt chú mèo Hello Kitty này nhá. Và các bạn sẽ khóa nó lại, các bạn sẽ buộc nó vào cái phần hai quả bóng khóa phần cổ này cho mình nhé. Đấy, ok chưa? Và còn thiếu một cái nữa là các bạn làm cho mình hai cái lơ hai bên. Ở đây mình sử dụng lơ màu vàng đi. Bạn bơm bóng lên này, làm cho mình hai cái lơ. Bơm bóng lên, bóp cho bóng nó mềm ra này. Làm cho mình một quả bóng nhỏ bằng hai ngón tay này, khóa lại. Và các bạn
gặp đôi của ông lại, thôi mình khoảng 4 ngón tay, 3 4 ngón tay được hết. Bên này cũng vậy, khoảng 4 ngón tay. Đấy, để mình nằm cái lơ như thế này nhé. Mình nằm cái lơ như này này. Mình đã được hai cái lơ như thế này này. Và mình sẽ véo kia phần trái tim vào lên. Bên rồi này, và tiếp đến mình làm bên 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 này đấy nhá. Quả này thì các bạn bơm vừa phải thôi, đừng bơm to quá. Ok, lơ này các bạn có thể chỉ đứng hay chỉ nằm được hết đấy. Vậy là clip hôm nay mình đã hướng dẫn xong mọi người làm một chú mèo Hello Kitty như thế này. Và mọi người xem video thì đừng quên cho Vương Thỏ TV một lượt like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho Vương Thỏ TV nhé. Like, share, comment, subscribe. Và clip trước mình đã hướng dẫn mọi người làm siêu nhân như thế này nhé. Đây, siêu nhân như thế này. Đây, mình có thêm một chú Hello Kitty nữa. Làm clip sau mình sẽ làm những của ông này đẹp hơn nữa nhé. Và quý vị các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho Vương Thỏ TV này, và bật chuông để nhận thông báo mỗi khi là Vương Thỏ TV là ra video nhé. Mình sẽ cố gắng là hướng dẫn mọi người thật nhiều, và mình sẽ ra video vào 19 giờ thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở clip tiếp theo nhé.